Hello. Xin chào các bạn nha. Chào Kevin nha. Chào Nhân Ba Đù, chào tất cả mọi người. Hello. Chào Thi. Chào Bình Định Mệnh. Khổ sexy đâu, cái này là áo yếm bình thường thôi. Chào Voi Lãng Tử, chào mọi người nha. Sexy đồ, tóc ngôi giữa, bổ luống đồ. Chào trưởng lão nha. Lúc nãy giờ Ly có ngồi Ly xong môi rồi mà hình như là nó vẫn chưa được. Đẹp đồ. Nó vẫn chưa có lên hình cho lắm. Cái hình này nó hơi nhạt. Chào Sai. Chào Devin. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn nổ bình địa. Chào hết cái cục. Bây giờ Lê sẽ hát một bài gì đó mở màn để tặng cho các bạn nha. Ủa, hình như bây giờ có phiên bản mới hay sao? Cường Đào vào phòng hả? Là lên đây luôn là để thấy nè. Hello Cường Đào nha. Chào Minh Sơn, chào tất cả mọi người. Ồ, như mới cập nhật phiên bản mới ha. Rồi, bài hát đầu tiên thì mọi người thích đi hát bài gì nè? Để nghĩ xem thích là tiếng Anh hay tiếng Việt ta. Nói kèm theo chủ đồ là sao ta? Give me a reason. Say you đồ. Tiếng Hàn. Love me like you do. Bây giờ mọi người thích nghe thêm một bài tiếng Anh hay một bài tiếng Việt? Chào Chi. Bài Say You Do thì Ly không hát nha. Tại vì Say You Do là nó bị thấp quá, Ly hát không hợp. Ok. Rồi, tiếng Anh có vẻ là nhiều hơn tiếng Việt. Và vậy nên là Ly sẽ hát một bài tiếng Thái. Giỡn thôi. Ok, tặng các bạn bài Counting Star nha. Ly sinh năm 92, tức là năm nay hai mấy rồi đó. Hăm mấy rồi đó. Ok, sau bài này sẽ là một bài tiếng Việt nha. Ly sẽ đáp ứng tất cả các bạn. Cho nên là tiếng Anh, tiếng Việt gì Ly cũng sẽ hát hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tiểu thư hôi nách. Cái này nó vô lẹ quá. Hai, ba. Lady, I feel I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I feel I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Mở cầm của Ly là nó thuộc dạng nó bị hoài mãi luôn. It is life like a swinging vine, swing my heart across the line, and my face is flashing shy. Check it out and you shall find. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bored. I don't think the world is so, just doing what we told. I feel something so right, doing the wrong thing. So wrong, doing the right thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been
đặt trần nha. Ủa, nó bị lát rồi. À, chào Hobby, chào chồng của ngân sát thủ. Chào Hưng Sida. Cảm ơn đặt trần rất nhiều. Mà nó bị lát rồi, hình như là cá mập lại cắn nữa. À, hát như người Việt hát tiếng Anh thì Ly là người Việt mà. Nếu mà Ly mà là người Anh mà hát như người Việt hát tiếng Anh thì mới sợ đó. À, chết rồi, nó bị lắc rồi. Ôi giời ơi, sao hát đây? Để Ly thử mở cái ở ngoài xem nha. Lúc nào Ly cũng bị hết, những cái bạn khác có bị không nè? Cái này nó vẫn chạy mà ta. Ứng dụng ở ngoài nó vẫn chạy. Ok, Ly sẽ gửi các bạn một bài hát tiếng Việt nha. Đó là bài uống trà. Ly thì ít uống bài này lắm. À quên, lộn, ít hát bài này lắm. Đang hát bài uống trà, cái nói ít uống bài này luôn lộn. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm. Đôi mắt cũng tìm gì. Bốc theo mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiếu qua rèm cửa sổ, tờ báo sắc trên tay, ung dung làm mục trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chỉ kêu mày chuẩn bị được gì, đồ này mày ôi chưa. Bố thì nói chuyện về xăng dầu, kinh doanh giờ chứng khoán. Cả nhà quây quần bên ấm trà, bố cười mẹ cười chị cười. Ồ, tôi cười, ha ha ha. Ai ở đâu nhỉ? Ở đâu? Hãy nhớ lấy ai về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Ai ở đâu nhỉ? Ở đâu? Hãy nhớ lấy ai về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ linh dinh. Bố kêu mẹ vào hoa lộng, nào nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ, tờ báo sáng trên tay, ung dung làm ngụm trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kêu mày chuẩn bị được gì, đồ này mày uống chưa ạ? Bố thì nói chuyện về xăng dầu, kinh doanh rồi chứng khoán. Cả nhà quây quần bên ấm trà, bố cười mẹ cười chị cười. Ô, tôi cười ha 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 ha. Ai ở đâu? Ở đâu? Hãy nhớ lấy ai về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Ai ở đâu nhé? Ở đâu? Hãy nhớ lấy ai về đi, về uống một ngụm trà với. Rap mà nó nằm một cục luôn, hát không được. Thôi, bỏ. Ai ở đâu ạ? Ở đâu? Hãy nhớ lấy ai về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Ai ở đâu nhé? Ở đâu? Hãy nhớ lấy ai về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Uống trà. Ly có một cái sở đoạn, đó là hát những cái bài hát nó có chữ chạy nhanh hoặc là rap hay là gì đó. Tại vì là cái lưỡi Ly nó giống như là nó bị làm biến á. Nó không có linh động, cho nên là hát nó cứ nằm một nùi luôn. Ok, các bạn có một số bạn yêu cầu bài Đông rất là nhiều. Thì Ly chưa bao giờ hát bài này trên CC Talk của mình hết. Thế nên là Ly sẽ hát thử bài này nha. Ây da, bài này có beat của Cát Tường không ta? À, bài Đông của Vũ Cát Tường nha. Ừ.
bài này ha. Có thể là sau bài này đi sẽ hát bài đó cho các bạn nha. Hè dài mưa phùn nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Tìm cho người mùa đông ấy nhưng mùa đông còn ở, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã chết trong mùa đông dài. Qua đi con yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày xa buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin cho đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Trong mùa đông dài, qua đi cơn yêu đương nồng cháy. Ngày tình đã chết, ôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin cho đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Hey yeah. Oh, oh. Hồi nách nha, cảm ơn Nhân Ba Đù, cảm ơn các bạn. Chào anh Stop nha, chào anh Hobby nữa. Trong lúc Ly đang hát thì có rất là nhiều bạn mới vô, nhưng mà Ly đang hát cho nên là không có chào kịp. Rồi, chào Tư X, chào mọi người nha. Rồi, ok bài mát nha, các bạn nhắc Ly quá trời. Chào Huy Đập Trai nha. Chào Ly Cute, em cùng tên với chị đấy. Bài map này thì xin phép Ly được hát cái bài demo của nó một nửa thôi nha. Tại vì cảm ơn một mí nha. Tại vì là bài này Ly hát nhiều rồi, với lại là cái beat chậm này thì Ly hát thấy tốt hơn hay hơn là cái bài nhanh. Cho nên là mọi người nghe một nửa thôi nha. Tại vì cái beat này nó ngắn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Để Ly hát sang bài khác. Khuôn mặt đáng thương, Ly không nhớ cái bài đó. I miss the days of a sweeter life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of a station. I like to think that we had it all. We do run after a better place. But on the road I took a phone. Oh baby, why did you run away? I was there for you in the darkest times. I was there for you in the darkest night. But I wonder where we are. When I was and I was down on my knees, and you said you had my back. So I wonder where we go. And on the roads you took, came back to me. So I'm following the map that is to you, the map that is to you. Ain't nothing I can do, the map that is to you. Following, following, following to you, the map that is to you. To you. Cảm ơn mọi người nha. Rồi Ly đã hát xong ba demo của bài map này rồi. Có những lúc mà Ly cũng đã hát bản full của bài này rồi, nhưng mà vì là bài này Ly hát nhiều quá, cho nên là Ly sẽ hát chút xíu thôi để mọi người nhớ lại thôi. Cảm ơn Mắt Bột Mí đã yêu cầu bài của Michael Bubble, nhưng mà Ly không biết hát bài đó. Có bạn thì biểu là sao là Ly hay hát tiếng Anh. Thì rõ ràng là hồi nãy giờ thì Ly có hát hai bài tiếng Việt liền nhau rồi, mà cứ hát một bài tiếng Anh là lại bị nói nữa.
À, thôi ok, bây giờ Ly sẽ hát một bài tiếng Việt để tặng cho các bạn nha. À, rồi, bài gì đây? Rồi, chỉ là giấc mơ, Unstop chỉ là giấc mơ của Yên Linh hay là chỉ là giấc mơ của Microwave? Bài Dấu Mưa thì Ly không có biết beat của nữ là nó làm sao hết á. Hát nhiều thể loại đúng chứ, Ly hát nhiều thể loại lắm á. Chắc Ly nếu mà Ly đoán không nhầm thì Ly là người mà hát nhiều thể loại nhất trong các idol á. Ok, để Ly thử chọn thử xem có bài cảm ơn song môi nha. Chứ gì có cục song môi đây, Ly tô thêm cho môi Ly đỏ thêm xíu chứ môi Ly ở đây nó hơi nhạt. Cảm ơn, chào anh Nghiệm nha. À, hồi nãy Ly đang định nói là Ly mở bài gì Ly quên mất tiêu rồi. Đêm tàn Ly không biết hát nha. Unstop có bài gì? À, chỉ là giấc mơ. Em nhanh quên lắm, rất là bị đảng trí đấy. Sugar, bài Sugar. Bài Sugar thì nó hơi cao, cho nên là để dành khúc cuối hát. Hy vọng là beat này Ly hát được nha. Just the way you are, ok. Có thời gian là tặng cho anh Stop bài Chỉ là giấc mơ của Yên Linh nha. Ôi thấp quá. Rap mà Ly không hát luôn. Hè sang thu tới và anh chưa đến, khung trời trong đầy một nỗi nhớ, vòng tay ấm áp thấp quá vậy, nụ hôn đậm sâu biết này khó hát quá. Mắt cười sao sáng, làn tóc xõa. Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, anh cần mơ hồ như khói thuôn. Mở bài em ái, giọng cười thật vang, thì thầm anh nói tựa sương khuya. Vì anh chưa đến ở đây mình em, tình yêu chỉ mới là giấc mơ. Nụ cười anh sáng, bờ môi biển sâu, đời em mơ đó. Anh xa bờ môi biển sâu, đời em mơ đâu. À, cái beat này Ly chưa có quen cho nên là Ly hát không có được nha. Ly hát có chút xíu mà nó chập tùm lum hết trơn á, với lại nó thấp quá. À, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cái bài của Miley Ly không có biết hát. Ok, Ly sẽ gửi tặng các bạn một bài hát của Miley khác, đó là bài Cracking Bone nha. Chị hát mặt buồn cười à? Chắc cái này là cái điểm đặc biệt của Ly, đó là Ly hát mặt rất là buồn cười. Mà Ly cũng không biết là buồn cười như thế nào nữa. Các bạn kêu buồn cười thì chắc Ly cũng thấy mắc cười vậy á. Cảm ơn anh Đáng Hít Gạch. À, chào bác Hít Gạch nha. Tưởng tặng quà chứ. Cảm ơn. We grown, we turned up. Since then we danced, never asking why we.
such a way. I will always want you. I can't lie. Hát rồi hả? Ủa sao nó không hát nữa nhỉ? Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cảm ơn mọi người nha. Có quà mới. Ủa, quà mới là gì vậy? Mọi người thử thoát ra rồi vô lại check xem có gì mới không. Chứ Ly là Ly rất là mù cái này. Các bạn có cái, mỗi lần có bạn update mới Ly cũng không biết đâu. Ly sẽ chờ mọi người thoát ra vô lại nha. Ly không có hát nha. Được chưa, được chưa? Cảm ơn chúc cô vô nha. Chào em gì hồi nãy mà nói là chị bơ em á. Không có đâu, tại vì nhiều quá, nhiều inbox quá thì chị không có nhìn hết được. Nhiều khi chị nhìn vô đây chị có nhìn thấy một tên thôi à. À, xích lô hủ tiếu. Hủ tiếu gõ. Ly biết rồi. Trong các loại xe thì Ly có hát những cái bài như là xe đạp nè, taxi nè. Có cả map để map. Còn xích lô chưa hát nè. Với hủ tiếu gõ chưa hát nè. Xe ba gác cũng chưa hát luôn. Bây giờ hát từ từ nha. Bây giờ hát bài xích lô nha. Ồ, có vương miện nữa hả? Ý, chỉ có bài ba tô xích lô thôi. Không có bài xích lô karaoke gì. Hát mình xích lô, tặng xích lô. Để hát thử xem có bạn nào tặng không nha. Cảm ơn chị Đen rồi nhé. Nhưng mà hình như là không có. Hình như là không có. Không có karaoke bài đó. Như kiểu là bài đó xưa quá, không ai thèm hát gì á. Hay. Bài này vui nè. Có bài Lamborghini không? Chào Phong nha. La 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 la. Xích lô ai không hay đắn đo, cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toàn thân thờ. Một mình vừa mất năm yêu nè, yêu nè, bạn thân với đôi vai gầy. Cảm ơn nha, Hoa Hồng nha. Là là là, không biết sao nữa. Hay ước mơ, cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về. Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi, còn lại mình ta ước. Dạo chơi phố đông người, chẳng vui khóc hay nên cười. Xích lô, thôi cho tôi xuống đây. Phố đông người quá, lối kia chật quá, khiến con tim hao gầy. Cảm ơn em. Em chú kích nha, mà cái đó là cái gì vậy? Không biết là em hay chị ta, tại vì trong làng lá có nhiều bạn quá, bây giờ Ly không có nhớ được ai sinh năm bao nhiêu hết. Ly lộn Ly kia chị rồi em tùm lum hết trơn á. Qua chào anh Huy Trúc nha. Bài này nó không có cái chữ chạy cho nên là Ly không có biết được là nó hát lúc nào, nên mà Ly chưa có tập trước, cho nên là Ly sorry. Ly hát bài khác nha. Cái đó là xe mô tô hả? Hả? Ly ao phòng vô lại là sao? Nếu em được lựa chọn bài đó, hát bài đó thì phải có bánh thì mới ăn giống như cái cô trên mạng được.
Ok, bài gì giờ ta? Bài hồi nãy Ly vừa hát là bài Xích Lô của Mỹ Tâm nha. Chị hát mấy bài của Mr. Siro. À lúc nãy mắt một Mỹ yêu cầu bài gì? Lockdown the Heaven. Bài đó Ly biết hát nhưng mà bài đó nó khó vô lắm. Nhiều bạn hát không nghe được, không nghe ra cho nên là thấy dở. Cho nên là khi nào mà Ly có room riêng, Ly hát ở nhà thì Ly sẽ hát cho mắt một Mỹ nghe bài gì cũng được từ đầu đến cuối nếu Ly biết nha. À bây giờ Ly sẽ hát bài tôi bài gì vậy ta? Cái đó là gì vậy? Hát cái gì? À siêu xe mô tô. À bây giờ đi hát cho mọi người nghe bài ok, hát một bài của Mr. Siro nha. Bài của Mr. Siro thì đi biết có mấy bài à? À, Bức tranh từ nước mắt, nhưng mà bài đó đừng yêu cầu nha, tại bài đó cao á. Bài đó cao đó, đi hát bể mấy lần rồi, đi sợ lắm. À, Lắng Nghe Nước Mắt thì lại thấp quá, khổ vậy á. Lắng Nghe Nước Mắt thì lại thấp, đi chỉ hát được bài đi chỉ hát thấy hát được bài Giấc Mơ Của Anh là phù hợp nè. Để Ly mở thử bài Lắng Nghe Nước Mắt nha. Bạn Phong thích bài Có Lẽ Em. Có nên hát bài Có Lẽ Em không nhỉ? Ly cười lên xem xinh không. Để Ly mở thử bài Lắng Nghe Nước Mắt xem cái beat này có phù hợp với giọng Ly không nha. Nếu mà không thì thôi nha. Cảm ơn mấy một mí nha. Ly là người mà hát rất là nhiều. Một show của Ly á, thậm chí là Ly hát nhiều hơn là nói nữa. Bây giờ thì Ly tập nói thì các bạn kêu là hát đi nói nhiều quá, tốn thời gian. Các bạn cũng phải để Ly nghỉ ngơi chứ, đúng không? Chào 1+1=3 nha. Cảm ơn bạn Lóc Kê Kê. Bài Vô Hình Trong Tim Em chị không biết. Hát thử một câu thôi nha, không hát được thôi nha. Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Ok thôi đi hát bài khác nha. Rồi đi hát bài Có Lẽ Em nha. Một chút nữa thì sẽ hát bài Giấc Mơ Của Anh của Mr. Siro sau nhé. Bài chân ngắn là chị không biết hát. Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh, đây là đâu sao không thấy tay anh ôm chặt. Bao lâu em đã quen khi có rồi, nhưng làm sao có thể níu tay anh. Đôi vai em ngày càng gầy xanh, buồn lắm phút biết mình lỡ yêu anh, khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió. Gió có khẽ hơn tránh em yêu mềm, sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên.
Bài này là Có Lẽ Em của Bích Phương nha mọi người. Cảm ơn Mắt Một Mí, cảm ơn Etukit. À, chào anh Dạo Bước là Vô Rung nha. À, cảm ơn chị Cần Bán, à Cần Bán Thân. Bán nhiêu vợ đi mua cho. À, bài dễ thương chị không biết hát nha. Tại vì chị không có được dễ thương cho lắm cho nên là chị không. Chị ơi, chào Vân bà nha, sao chào lét vậy? Bây giờ ly mà gọi lét vậy. Buột ra thấy mùa đông nói với em là đông lạnh hơn khi anh bước xa đi không về. Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn, rơi làm chi tim thêm ướt xưa. Ngày con bé thích tắm mưa, nhưng anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không? Con tim ơi trả lời đi, hay em cứ che con và giữ anh riêng mình. Giờ nếu em có thể không thành tiếng, đến khi nào cơn đau trong che con và giữ anh riêng mình. Sao nó không lên tông, nó vẫn tông cũ mà. Giờ nếu em có thể không thành tiếng, đến khi nào cơn đau trong tim em phải đi, em đã chẳng vui mình vào lặng cơn. Em đã chẳng vui. Là của Ly nha. À, Ly tưởng nó lên tông, Ly hát lên tông thì nó không có lên, nó lại ở dưới. Nó lại là tông cũ. Mới ghê chứ. À, Mộng Thủy Tinh hả? Cái Vân Mắt Một Mí là yêu cầu bài Love Me Like You Do nha. Hãy. Ôi da. Nó ra bài này luôn. Chào Thu Thanh nha. À, hát bài này luôn nha. Nó chạy tự động nè. Các bài này giả tụi anh luôn nha. Quà bướm xin yêu cầu bài Hoa Dại. Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đến bao nhiêu cành để thấy em luôn đứng nép trong vòng tay anh. Mà em nào đang khóc, bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng chân ai qua. Em phải ước bao nhiêu câu và em phải đến bao nhiêu đau để mím môi đắp nơi mắt anh lời chia tay. Mà anh nào có lỗi, lỗi do em không giữ được người. Vẫy tay chào anh, đừng anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn yêu kêu cho tim người quay. Ly đã thấy yêu cầu của bướm xinh rồi nha. Chúc mừng Ly sẽ hát. Bài này là Bụi Bay Vào Mắt. Ly giả giọng thật mình anh đó. Có mọi người thấy giống không? Thấy giống bao nhiêu phần trăm?
Ok, sau bài này mình sẽ hát bài Love Yellow Kudu nha. 80, cảm ơn mọi người nha, 80 là nhiều rồi đó. À, Facebook của Ly là Nguyễn Trang Ly nha. Mà anh nào có lỗi, lần sau em không giữ được người. Vẫy tay chào anh, đường anh đi tắt em rồi. Lại nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu thấm đâu. Lần cuối chân muốn yêu kéo cho tim người quay. Bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào. Mỗi kia sau đây vào mắt làm thế đi dưng dưng đến ngày nào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi. Ok, để đáp ứng cho mắt một mí. Nãy giờ tặng Ly rất là nhiều quà nhưng mà Ly chưa có hát bài nào của Mắt Một Mí yêu cầu hết. Cho nên là bây giờ Ly sẽ hát bài Love Me Like You Do tặng cho Mắt Một Mí cũng như là tất cả những bạn yêu thích bài này nha. Ly là Cung Thiên Bình nha. Cảm ơn em Shokun. Ok, những cái bài các bạn yêu cầu á, khi nào mà Ly hát xong mà còn thời gian mà Ly nhớ là Ly sẽ hát nha. Sau đây là bài Love Me Like You Do nha. Chào Châu Triều Vũ. Ok, từ từ Ly sẽ check cái đó nha. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. Beat này hơi nhỏ ha, Ly chọn beat khác nha. Cái gì đó, Ly thì cao 1m58 mà, lùng. Hồi xưa mày đặt tên chữ Ly với chữ lùng là cùng quần luôn á. Cái này sao biết nhỏ quá ta? Cái bài liệu Ly bỏ bài khác rồi á, nó cũng nhỏ vậy hả? You're the light. Ủa trời, nó hát luôn. Thôi chắc là Ly phải mở cái bài acoustic rồi. Các bạn nghe bài Love You Like You Do bản piano nha. Tại vì Ly tìm beat kia không được. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past a saving life. Let me take you, you can see the world just brought to life, to life. Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, da da, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out. You're the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I find. Only you can set my heart on fire, on fire. I let you say. Dạo nha. What are you waiting for? Love me like you do, la la la.
nghe Ly hát, Ly không có nghe được cái nhạc, cái tiếng của cái hiệu ứng quà tặng á. Nói gì vậy? Ai nói vậy? Anh chị ba là ai? Mà anh bán luôn xà bông luôn hả? À... Cảm ơn mọi người nha. Ủa bán luôn hả? Bán nhiều vậy? Anh bán hàng tập quá hả? Nghe giống mùi đa cấp không các bạn? Cảm ơn học Tống nha. À ok, Ly hát chắc yêu nha. Bán tình yêu. Đấy. Anh bán thân hả? Anh bán thân nhiêu vậy? Nhiêu mà rẻ vậy? Trời ơi, nhiều người bán quá. À, sau đây là bài chóc yêu nha. Tôi chóc yêu anh rồi nha. Chóc mua, chóc mua. Anh bán thân em chóc mua. Cảm ơn anh bóng dạo nha. À, chào xuống nhỏ. Chị định đọc là xuống hố ấy. À xuống cơ hả? Có chút bối rối, chạm tay em rồi. Vì em dịu dàng, có chút tan vỡ, chạm môi em rồi. Vì em chỉ yêu mùa ghét thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng khi anh yên say trong giấc. Để cho lòng em thôi.
yêu cầu bài này nha. Còn rất là nhiều bài hát mà các bạn yêu cầu mà Ly chưa có kịp check. Bây giờ thì Ly sẽ thử nha. Wow, có rất là nhiều bài mà bây giờ chỉ còn lại 7 phút thôi. Đó là Bức Tranh Từ Nước Mắt, Stronger, Tìm Lại Giấc Mơ, Giấc Mơ Chưa Hoa Dại, When You're Gone. Tại cái bài này từ hôm qua rồi đúng không? Wow, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỉ còn lại 7 phút thôi. Chắc là Ly sẽ hẹn mọi người vào show hôm thứ bảy nha. Tại vì ngày mai thì Ly không có show. Còn bây giờ thì chắc là Ly chỉ hát được một bài hoặc là hai nửa của hai bài thôi. Wow, Diễm Xưa quá trời. À, vậy là anh thích nghe nhạc chỉnh phải không? Bài Diễm Xưa có rất nhiều. Vậy thì bây giờ Ly sẽ hát bài Diễm Xưa trước nha. Ly định hát tặng các bạn mọi người bài Về Đâu Mái Tóc Tuấn Hưng. Ok. Wow. Để em bấm tiếp nhận không kịp luôn nè. Cảm ơn anh em bấm giải rất nhiều nha. Bài Diễm Xưa thì Ly có hát thử rồi. Không biết là nó có hợp cái tông không nữa. Tại vì cái tông mình không có giá thì nó hơi thấp lắm. Nó bán xà bông là có bán xà bông mình vậy. Chào tấn công xin đáng yêu nha. Xưa rồi Diễm ơi. Không được bài này không được. Bài này không có hợp tông đi, chọn ngoài khác tua qua nha. Bài này thì hơi cao cho nên là Ly không có tính hát bài này. Nhưng mà thôi lỡ rồi hát luôn nha. Tặng mọi người bài của anh Trịnh Công Sơn nha. Tiếc là Ly không nghe được hiệu ứng ha. Mưa vẫn mưa bay trên tầng thâm cổ. Dài tay em mây thoa mắt xanh xa. Dài hun hút cho mắt em say. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mai trong cơn đau vui làm sao có nhau ăn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến. Làm sao em nhớ những vết trên đỉnh. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Để người phiêu lãng quên mình lãng xuống. Ôi, bạn kêu là giọng Ly hát với nhạc đám cưới hả? Hát bài này chắc bà con kêu xưa rồi Diễm ơi. Chắc cô dâu cô bỏ luôn, cô chạy luôn. Ok, chỉ còn lại 3 phút thôi, Ly sẽ hát xong bài khác được không? Cảm ơn người yêu Ly nha, cảm ơn anh Dạ Bước đã tặng hoa hồng nha. Bây giờ Ly hát qua bài Về Đâu Mái Tóc Tuấn Hưng nha. Ok, Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Nói chung là chia buồn với anh Tuấn Hưng. Hồi hôm qua ảnh bị ảnh có lời hứa là ảnh nếu Việt Nam thua Thái Lan thì ảnh sẽ cạo đầu. Cho nên là bây giờ Ly sẽ hát bài Về Đâu Mái Tóc Tuấn Hưng nha. Bài này thì Ly sưu tầm thôi, Ly mới nghe hồi nãy. Ảnh đã đi đất rồi.
cảnh sát cơ động nha.